tiết canh là phải ăn với bún anh em nhá. Nhưng mà ăn với tiết canh mà lại ăn uống rượu không là không ngon đấy. Quê mình là cứ phải tiết canh ăn với bún. Không ăn nhiều quá lại bỏ lắm bát. Lòng có được không hả anh? Ăn nhiều vậy. Bỏ mẹ ăn cái xít này đéo có gì đâu. Ông cha rồi. Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Rất vui gặp lại anh em trong video tiếp theo của mình hôm nay. Chia sẻ cho anh em bữa trưa hôm nay là anh em tôi đi làm trận tiết canh lòng lợn. Đấy, ở đây là có nhà hàng người ta vừa giết xong rất là ngon. Nên anh em mà khoai khoái đi làm bát anh em nhá. Cứ chờ lòng mà là sạch thôi. Đây là hà nó về chỗ anh nhỉ? Chỗ làm chỗ luận. Em lọc cho em một cái thịt của gỡ đi để quá lọc cho một xương. Còn đây là chú tính vậy nên chú không tính một lúc rồi, ngồi đây tính sẻ. Ok, đúng biết không? Thằng say là lại ai kia là say. Thằng say là lại ai kia có cái thỏa là mai cái nhận chân nấu nướng ở đây cho nó liệt đưa nó rượu rồi hả nhỏ suốt 2 ngày đông dự 2 ngày tiêm. Đây là nước luộc lòng nè. Sao trong như mắt mà đó ít quá đổ thêm nước vào chia. À chắc nó chia lòng con lợn này to lắm mà sao lại phải ít nhỉ? Sao chưa gì chua nó lót bún rồi. Thôi nâng cốc cái này. À rượu lạnh lạnh đấy. Này hết nha. Không chưa chi hết độn này sáng không ăn làm bắt phở à? Không sáng không ăn. Thế chết. Đúng rồi. À, sao? Uống được. Rượu được. Alo. Sao lòng chậm thế nhỉ? Anh ơi, chưa bỏ đi chưa mãi đâu. Cái rượu này có vẻ hơi nhạt đúng không? Không phải. Rượu thế thôi nhỉ? Rượu mà. Đấy, nó cứ phải có cái đĩa lòng này nó mới hấp dẫn. Alo. Có hai cái quả đi học mỏ lên ta lên trên cái đấy. Thế thôi mình chỉ hai đĩa là ăn mề ra. Và có khi cho vợ này xong bên kia này vợ vợ nữa đấy. Nhiều quá đấy được rồi xong cái ông nào ra ông kia vào thôi có lòng rồi nhắm nữa làm gì có ra đủ được bốn thằng không trả lời hết rồi hả quả là sáu. Quỳnh có nào? Ui, lòng ngon lắm không ạ? Tôi mừng các bạn muốn ăn chưa? Lòng ngon đấy. Đây đây, tách luôn đây là chấm. Giống nhau, giống nhau. Mắt thấy lòng rất ngon.
đường mình chở. Thằng này nay sao nó bê lợn đây nó giết. Uống bia gọi hẳn ca lên. Rượu nó đã hơn. Đoạn này nó đắng này. Mình có thể ăn đoạn đắng này. Nghe bắt đầu lợn ngon. Tôi làm 5 cân thịt. Đây hả? 5 cân đó. Mua béo lắm. Thịt cà phê ngon. Nó mỏng. Địa lòng hơi bị ngậy. Nhà điều này chuẩn ao chưa? Này muốn đi. Thế là còn thiếu có sách với Quỳnh Huê Hà với ai nữa? Bốn người nữa. Anh Quỳnh Hà ấy. Anh đang ở trong ủy ban. Ăn nhiều quá lại bỏ lắm bát. Lòng có được không hả anh? Ăn nhiều vậy. Bỏ mẹ ăn nước xít này đéo có gì đâu. Không cha rồi. Hôm nay không cho chanh. Nhắm đi anh ơi. Nhắm đi. Luận này chưa? Luận canh là cứ bỏ đầm đầm bún vào mà ăn. Ông Thỏa với ông Hà thì vừa ăn sáng xong cái gì? Cần đánh về dự ngồi lúc đấy đấy. Cô bé dự à? Tôi tưởng lúc ấy mới đi ăn sáng. Ngại ham trẻ. Mẹ ông Thế Chí. Thế Chí ông bảo là anh là đúng là tập trung nhanh. Mày thử nói em. Mua 3 âm. Có mua 2 chồng bia kẹo. Về mua 4 chồng bia đá mua ở bếp rồi chồng. Tối thay đêm chúng ta nhìn cho nó ra kinh. Mỗi người đó cũng nhìn cho thêm. Uống xong tôi bỏ đi, mẹ không uống càng còn bà mà có hết rau này để mà không uống canh uống gì. Lại nơi mình không hề uống nhà. Tối qua gì? Tối qua. Thắng lỏ lúc ấy về mệt rồi. Con mèo nó ngoan rồi.
nó cứ mở vậy, nó cứ chạy ra, nó kêu, nó chạy ra chỗ thấy cái loa, nó đứng cái loa, kêu nó lại chạy vào, nó ra cái đầu người, vợ bảo chắc chắn không chuyện đó phải. Cái con cá mực này từ kia nướng ấy, mình nướng một con để cái loa đéo ăn. Cái cào ở tên nó chạy cái loa, đứng lên cái loa, nó chạy vào. À, đây cá mực nó đéo ăn. Nó sợ bị vả. Thế Hoàng bỏ hôm qua mua can cồn về nướng cá mực. Em đưa lên cho nó. Con thử lưng. Lưng. Thế nó mới sợ cái này à? Đi lại đây cá mực là phải mua, là phải mua thì phải tận yến. Mấy cồn nướng là có can ăn nhiều. Và ngay ạ? Quá nó mới sợ, và đây này uống bệnh như thế. Chú em cả buồn, bia đổ cả vùng quần trọng con đá, chứ không phải là loan một. Rồi về để nó ăn cả tháng cho bộ kinh. Mà đúng như thế. Hai em áo đen kia vào làm đĩa lòng, hai bát tiết, đĩa bún, hai cốc bia. Ăn như đúng rồi. Đang chia tiền đấy. Không, nó đang làm gì chia tiền. Chia tiền, chia tiền, làm cái không biết nó làm cái món gì rồi. Ăn ở đây. Quân ơi, có cái đuôi không? Thái đây nào, thái đây nào. Anh ơi, thôi, thái em lấy mới làm. Các con cái gì ngon ngon các bạn. Mấy đúng rồi. Mày đây. Tối mày để nó sẽ có cái gì ngon. Tiếp. Đấy, ngon lắm. Anh muốn ở nhà, anh muốn ngủ nhà, xong cho một nước. Đấy nhau ạ, vừa đi làm bát tiết canh nhá, đĩa lòng đấy, mấy anh em tập trung vào ngồi trưa nhậu tí cho nó vui. Hôm nay nó là ngày trung thu của các cháu. Ở mình là cứ hay tổ chức sớm mấy ngày ăn uống nhậu nhẹt, nên là về là cũng ăn uống tập trung với các cháu làm bát tiết canh bia lòng. Mời anh em nhá, về làm cốc trà đá đây. À, má lắm anh em ơi. Đấy, nay chia sẻ cho anh em bữa trưa của anh em thôi nhá. Thôi video mình xin tạm dừng ở đây nhá. Anh em nào yêu quý đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá. Hẹn anh em video sau nhá.